Và kính thưa quý vị, ông Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo bản án tù chung thân. Đây là tin từ Slovakia. Theo Slovak Spectator, thì báo chí của nước Đức đang tràn ngập tin tức, đặt nghi vấn Slovakia có thể đã hợp tác chặt chẽ với giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, công dân Việt Nam xin tị nạn tại nước Đức. Tờ nhật báo Đức TAZ cho biết rằng một cuộc họp giữa đại diện Việt Nam và nhân vật hiện nay là cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovak Robert Kanivrak đã diễn ra 3 ngày sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc vào tháng 7 năm 2017. Trong số các đại diện người Việt Nam tham dự cuộc họp có ông Lê Hấn Quang, từng tốt nghiệp trường đại học Czech Slovakia và nhập tịch Czech Slovakia, làm việc cho chính phủ Slovakia trong nhiều năm. Cũng theo nguồn tin này, thì ông Lê Hấn Quang là thương gia Slovakia gốc Việt Nam, được sử dụng như là một cố vấn của cựu thủ tướng Robert Fico. Ông Quang đang là người đứng đầu tòa đại sứ Slovakia tại Hà Nội hiện nay và là người giúp xây dựng ban giao chặt chẽ giữa Việt Nam và Slovakia. Nhật báo Đức còn đưa tin nói rằng ông Quang bị truy tố đã chỉ thị nhân viên thuộc cấp làm việc tại tòa đại sứ đòi người xin cấp chiếu kháng nhập cảnh Slovakia phải nộp 3.000 bảng Anh tiền hối lộ. Tin đồn này đã từng lan truyền từ năm 2014, nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Slovakia Peter Susko đã lên tiếng cải chính. Vẫn theo tờ báo mạng The Slovak Spectator, thì tháng 7 năm ngoái, ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, đưa sang Vienna bằng phi cơ của chính phủ Slovakia cho đoàn đại diện Việt Nam mượn. Chiếc phi cơ này theo kế hoạch bay đến Moscow, dừng lại Bratislava để đoàn đại diện Việt Nam tham dự cuộc hội đàm chính thức. Kính thưa quý vị, đầu năm nay, ông Trịnh Xuân Thanh bị kết án chung thân và vừa rút đơn kháng cáo nhưng không công bố lý do. Tân Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Denisa Sakova đã nhận lời cáo giác nước này có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.